Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, mình là Hoàng Chicken, con gà công nghiệp của làng Stick World đây. Như anh em đã biết là trong khoảng thời gian vừa qua, vào đầu tháng 6 ấy, thì Stick Empire cũng đã có một bản update, phiên bản mới. Mà cũng do đó mà các phiên bản cũ như là phiên bản mà mình đang, như các bạn đã thấy trên màn hình đây, bản 2.29 thì là sẽ không vào được game. Vì bởi bây giờ là bản mới nhất là bản 2.31 rồi. Đây bây giờ để mình ví dụ mình đăng nhập thử nha. Mình đăng nhập bằng cá của mình này. Đó, nó xuất hiện là phiên bản này kiểu gọi là đã cũ quá rồi. Nên các bạn cần phải tải bản mới để có thể chơi được Stick Empire bây giờ. Chính vì thế nên là các cái video hướng dẫn tải Stick Empire trước đây của mình đều là hướng dẫn tải của cái bản 2.29 này. Và bản đấy cũng đã quá cũ rồi. Cho nên là một số bạn vào clip đấy các bạn tải xong các bạn kêu là anh ơi em không vào được xong các thứ đấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách để tải Stick Empire bản mới nhất, bản 2.31 đây. Như các bạn thấy ở góc này nó hiện lên thông tin của cái bản mới nhất đây, 2.31. Ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tải bản mới nhất nha. Đầu tiên các bạn hãy vào cho mình là trang web, trang Discord của Stick World đây, discord.gg/stickworld đó. Các bạn cần phải có cho mình một tài khoản Discord nha để có thể vào được web Discord của Stick World này nha. Đây chính là giao diện của Discord Stick World đấy, như mọi người đã thấy có khá là nhiều kênh để chat ở đây. Mới đầu anh em, lần đầu anh em sử dụng Discord, anh em nhìn cũng sẽ hơi choáng đúng không? Nói chung là anh em cứ từ từ mà làm quen nhá. Thì đầu tiên đấy, anh em nhìn ở góc này này, ở cái phần kênh này, anh em nhìn xuống dưới đây, ở cái chỗ này, Stick Empire đây, anh em bấm vào cái kênh How to play Stick Empire này nha. Đó, như anh em thấy thì đây, đây chính là link tải bản Stick Empire mới nhất đây, 2.31, mọi người thấy không ạ? Nhưng mà để tải cái file này thì dĩ nhiên anh em cần phải có flash để có thể chạy được cái file này. Ok, thì cho những bạn nào mà không biết tải flash ở đâu thì anh em lướt lên trên đây, anh em nhìn thấy cái phần welcome này không ạ? Các bạn bấm vào, sao anh em chịu khó lướt lên trên nhé. Đây Flash Projector đây, anh em bấm vào các nói chung là cái kiểu máy tính mà anh em hay dùng. Anh em nào dùng Linux thì có thể bấm vào đây, dùng Mac thì bấm vào đây, còn mình thì mình dùng Windows thì mình sẽ bấm vào đây nha. Đa phần anh em dùng máy tính thì đều dùng Windows hết rồi. Đây đây chính là phần mềm để có thể giúp chúng ta tải chơi Stick World. Ok, giờ mình sẽ bấm tải nha, mặc kệ cái nguy hiểm cái gì, anh em cứ tiếp tục tải luôn, tiếp tục tải cho mình nha. Đây ok, file đang tải rồi. Rồi giờ mình sẽ kéo nó ra phần màn hình chính nha, kéo nó ra bên ngoài, đợi mình một tí. Thù mãi không được. Đây kéo nó ra đây. Ok, đây đây chính là cái file flash để giúp mình chạy chơi tựa game Stick Empire cũng như là Stick World phần 2 vân vân. Đó. Sau khi có flash rồi thì chúng ta chỉ cần quay trở lại cái tab vừa, cái kênh vừa nãy ở đây, How to play Stick Empire này. Đó. Anh em bấm vào cái link này. Bấm vào link này phát là nó tự động chạy tải file luôn. Đây file thì thực ra nó cũng không quá nặng, chỉ khoảng chưa đến 30 MB thôi. Do là mình vừa quay clip nên là tốc độ mạng cũng sẽ hơi bị chậm đi. Giờ chờ đợi thôi. Ok, như này nó đã tải xong rồi. Bây giờ mình sẽ kéo file ra đây. Đó.
Thì bình thường là cái file này khi mà anh em mới lần đầu, đối với những em lần đầu tải về thì file này nó sẽ là hiện ra hình trắng tinh, một cái mẫu thư mục trắng tinh chứ nó không có hiện cái F như mình đâu. Do là mình trước đây mình từng chơi Stick Empire thông qua phần mềm Flash Player nên là nó sẽ hiện như này. Còn đối với những anh em mới thì anh em đừng bấm vào đây vội, anh em phải kéo thả chuột cái này vào file này nha. À, xin lỗi, kéo thả chuột file này lên trên, kéo file này lên trên nha. Đấy, kéo vào đây. Đấy, mọi người nhìn thấy cái chữ nó hiện chữ Open with Adobe Flash không ạ? Đấy, khi anh em kéo thả chuột vào đây là nó sẽ mở game cho mình nha. Đó, mọi người thấy không ạ? Đây, ở góc dưới bên trái này nó hiện chữ 2.31, đó chính là phiên bản mới nhất của Stick Empire tính đến thời điểm mà mình quay clip này. Đó, giờ mình thử đăng nhập lại vô nha. Rồi, vào được game luôn, có tiếng nhạc luôn rồi. Đó, ok. Và đó là toàn bộ nội dung cách để tải Stick Empire bản mới nhất bản 2.31 nha. Nếu anh em có gì thắc mắc hay còn có câu hỏi nào hay có góp ý nào thì hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong video tiếp theo. Bye bye!